À, bây giờ các em tập trung vào trên màn hình đi. Sau đây thầy sẽ đi giải thích cho các em lời giải của đề ôn tập tiếp theo. Ở trong cái đề này thì một số kiểu bài 1, bài 2, bài 3 là những bài cơ bản và cũng tương đối đơn giản, chúng ta ôn nhiều rồi. Cho nên là thầy đã ghi sẵn lời giải là giấy và thầy chỉ giải thích cái phần lời giải thôi, và em sẽ đi em so sánh với cái phần lời giải các em đã làm trước đó để ta giả soát xem em làm đúng hay làm sai. Ở có chỗ nào bị thiếu sót thì em bổ sung vào nhé. Đầu tiên là bài số 1. Ý thứ nhất là rút gọn các biểu thức A và B. Đối với biểu thức A, em có thể nhân cái căn bậc 2 của 3 bên ngoài này vào mấy từng cái số bên trong. Hoặc là em có thể thực hiện bằng cách là chúng ta tính ở trong dấu ngoặc trước, rồi chúng ta nhân với bên ngoài. Ở đây thầy tính ở trong dấu ngoặc trước. Cái chỗ này là căn bậc 2 của 12. Số 12 này tách thành 4 nhân với 3. 4 đưa ra ngoài dấu căn được là 2. Như vậy là căn 12 bằng 2 căn 3. Số 27 này phân tích thành 9 nhân 3. 9 đưa ra ngoài dấu căn được 3. Như vậy căn của 27 là bằng 3 căn 3. Em nhớ là số 3 bên ngoài này phải đặt nguyên vào nhé. Số 2 này cũng phải viết nó xuống. Bây giờ em tính ở trong ngoặc. Ở đây em lấy 3 nhân 2 là bằng 6 căn 3 đây. Ở đây 2 nhân 3 cũng vậy này. Chỗ này cũng là 6 căn 3. Trừ 6 căn 3 cộng 6 căn 3 bằng 0. Như vậy ở đây còn là căn 3 nhân căn 3 bằng 3. Và đáp số A bằng 3. Nói chung là rút gọn biểu thức A thì bạn nào cũng làm được. Thầy quan sát bài kiểm tra các em hầu như làm được hết. Bây giờ đến biểu thức B. Biểu thức B thì em lưu ý là chúng ta không quy đồng ở trong dấu ngoặc, em lưu ý nhé. Có bạn đi thi đi quy đồng đi rồi biểu thức chúng ta phức tạp hơn, không quy đồng. Bây giờ em nhìn thấy ở trên tử đây này, x này, chỗ này có x này, như vậy chúng ta nhóm nhân tử chung. Đó chưa? X là bằng căn bậc 2 của x tất cả bình phương, ở đây nhóm nhân tử chung. Có căn bậc 2 của x nhóm ra ngoài. Bên trong còn căn x cộng 1. Và đương nhiên là cái dấu ngoặc này sẽ thay bằng dấu ngoặc vuông, bởi vì bên trong nó có dấu ngoặc tròn rồi. Tương tự ở dấu ngoặc này, ở trên tử em nhóm được ra căn bậc 2 của x làm nhân tử chung, bên trong còn căn bậc 2 của x trừ 1. Thì sau khi mà em nhóm nhân tử chung ở trong từng dấu ngoặc, bây giờ chúng ta rút gọn đi. Căn x cộng 1 ở trên tử với căn x cộng 1 ở dưới mẫu rút gọn hết, thì ở cái dấu ngoặc vuông này sẽ còn là 1 cộng căn x. Và đây chúng ta thay bằng dấu ngoặc tròn, bởi vì bên trong nó không có dấu ngoặc nữa. Tương tự như vậy bên này, căn x trừ 1 bên tay trái này, bên trên tử này, rút gọn với dưới mẫu này, thì chỗ này còn là 1 trừ căn x. Em thấy không? Như vậy là chúng ta không quy đồng nhé. Nhóm nhân tử chung, sau đó rút gọn đi thì nó không còn mẫu nữa. Nếu em để nguyên em quy đồng thì biểu thức chúng ta phức tạp hơn nhiều. Đến đây thì là hàng đẳng thức đây. A cộng B nhân A trừ B bằng A bình phương. 1 bình phương là bằng 1 này. Trừ đi B bình phương, tức là trừ đi căn bậc 2 của x bình phương là x này. Đấy, rút gọn là 1 trừ đi x. Có mấy bạn đi làm đi quy đồng nên phức tạp ra, mất bao thời gian rồi lằng nhằng tính toán lại sai đấy. Sau đó ta kết luận đây, vậy với x lớn hơn không x khác 1 thì biểu thức B bằng 1 trừ x. Qua quan sát bài thi của các em thì hầu hết các em đều làm được thành công phần A, cả rút gọn biểu thức A và biểu thức B. Nhưng đến phần B này có nhiều bạn làm sai, thậm chí có nhiều bạn học tương đối là tốt vẫn làm sai. Bây giờ em sai cái chỗ này này, em cùng theo dõi thầy chỉ ra. Đề bài yêu cầu là tìm x sao cho a nhân b nhỏ hơn hoặc bằng 0. Em sai hai chỗ như sau. Cái điều đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái yêu cầu đề bài này xuống đây để thành câu trả lời cho bài làm. Để a nhân b nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì a
bằng 3 nhân với b. B là 1 chữ x. Sai là sai chỗ này đây này. Chỗ này không có dấu ngoặc. Không có dấu ngoặc là sai nhé. B là 1 chữ x phải đóng một ngoặc cái này vào. Nhiều bạn không có ngoặc gì cả. Không có ngoặc cho nên chúng ta viết là 3 nhân với 1 trừ x. Cuối cùng em tìm được ra là x lớn hơn hoặc bằng 3. Hoặc là có bạn còn nhầm nữa cơ, là không đổi chiều bất đẳng thức là x nhỏ bằng 3 cơ. Đấy, sai chỗ đấy. Cho nên đây phải có ngoặc. Khi thực hiện nhân chia với một biểu thức mà có từ 2 hạng tử trở lên đóng ngoặc vào, hoặc là đứng đằng trước mà là dấu trừ đấy, mà đằng sau nó là 2 hạng tử trở lên cũng đóng ngoặc vào. Lưu ý chỗ này nhá. Có nhiều bạn bị sai ở đây. Cái sai thứ hai đó là khi tìm được ra x lớn hơn hoặc bằng 1 thì nhớ phải kết hợp với điều kiện. Điều kiện này: x lớn hơn 0, x khác 1. Đấy thì em thấy là x lớn hơn hoặc bằng 1 thỏa mãn điều kiện x lớn hơn 0. Nhưng mà còn x đây là x khác 1. Chỗ này là có dấu bằng, như vậy phải bỏ dấu bằng đi. Không được lấy là bằng 1. Lớn hơn hoặc bằng 1 có nghĩa là bằng 1. Hoặc là lớn hơn 1, cho nên bỏ dấu bằng đi, điều kiện đây này. Đấy, cái này không lấy dấu bằng nhá. Vậy kết luận này. Vậy x lớn hơn 1 là giá trị cần tìm thỏa mãn yêu cầu bài toán. Nếu mà làm như thế này thì bài này em mới được 1,5 điểm. Đấy. Còn nếu như mà làm sai, cái chỗ này này mất đây, phần này, phần B này, nửa điểm này. Sai dấu ngoặc này mất điểm nhá, mất nửa điểm. Mấy cái chỗ này này đi thực hiện bằng cách quy đồng lên. Đây, chỗ này nhỉ. Không nhóm nhân tử chung đi quy đồng lên. Mất bao nhiêu thời gian làm lằng nhà lằng nhằng. Được chưa? Đấy, em lưu ý như vậy. Bài số 1 có hai cái lỗi mà thầy chỉ ra như vậy, em lưu ý.